Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa, đồng thời bác bỏ thông tin về việc Tel Aviv đồng ý rút quân khỏi biên giới Gaza Ai Cập như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas của Palestine. Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Ramat David ở phía bắc Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong cả phòng thủ và tấn công. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày ra tuyên bố phủ nhận việc ông Netanyahu đồng ý rút quân khỏi biên giới Gaza Ai Cập. Khẳng định thông tin này là không chính xác và Israel chưa đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát khu vực này. Trước đó hôm 19 tháng 8, truyền thông Israel đưa tin, nước này đã chấp nhận thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn về việc ngừng bắn ở Gaza, trong đó có việc Thanavit rút quân khỏi hành lang Philadelphia, một khu vực biên giới quan trọng giữa giải Gaza và Ai Cập. Sau khi đó, cả lực lượng Hamas và Ai Cập Nước đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng trong các cuộc đàm phán được cho là đều phản đối việc kiểm soát của Israel đối với hành lang Philadelphia. Cũng trong ngày hôm qua, ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, thông tin chi tiết chưa được các bên tiết lộ.